Các bạn thấy mấy bé lấy cá hoang dã này tập ăn hộp thức ăn của mèo được rồi đây. Thực ra mấy cái thức ăn này nó giống như đồ chay vậy đó, làm từ đậu nành, bã đậu chứ thịt cá đâu mà người ta nấu cho thú ăn. Người ăn còn không đủ mà. Nhưng tập ăn như vậy, rái cá mới ăn uống dễ dàng, không bị lệ thuộc vào thịt cá. Ăn được thực vật, rồi mở rộng ra trong chuỗi thức ăn của mình. Thế là người cá cứu được mấy con rái cá hoang dã này về cho nó ăn chay được rồi. Xong rồi sẽ phóng sanh nó về thiên nhiên.